ba em chân dài Việt kiều Ý hàng 3 cục 125-22. Em quay từng chi tiết từng con cho anh chị xem tham khảo ha. Mà anh chị, rồi đây là hình ảnh ba em nó anh chị. Đó, thì đầu tiên em sẽ vô con màu đỏ trước. Cái con màu đỏ con khác nhất trước. À, vì cái con này em cũng hứa cho anh chị là em quay lên cho anh chị cái clip để anh coi chiếc xe mà khi mà nó hoàn thiện như thế nào. Đây là chiếc xe mà em tâm đắc nhất, là chiếc xe 125 thôi, giá tiền rất là vừa phải anh chị, mà xe cực kỳ đẹp, máy thì ngon, chạy không khác gì 150, số máy là 501 đầu, 501-1299. Con xe này thì về mình dựng chân chống đứng lên mình rửa thôi anh chị, không có làm cái gì hết, bán cho anh khách đi 5000 km, anh kêu mua của anh đúng hai con 125 mà con nào cũng đẹp. Đó, thì cái con này về rửa ráy xong xuôi là lên hình cho anh chị liền. Đầu tiên con này nó có đặc điểm con cái là vỏ đinh lốp, vỏ đinh lốp anh chị ha. Đó, cặp vỏ đinh lốp đẹp này, phuộc này, phuộc là trước bán với anh là phuộc sơn zin luôn nè anh chị. Đó, bây giờ nó có nổ rồi. Đó, cái đát phuộc nó vẫn còn ở trong kia đó, nhưng mà nó mờ rồi anh chị. Đó, vỏ thì 2018 nè. Đó, vỏ đinh lốp mâm bạc anh chị nha. Đó, mâm bạc dĩa dùng đây là nguyên zin hết nè, cái cốt còn rất là đẹp như thế này. Đó, đây là một em Việt kiều Ý 125, em này màu đỏ 5011, có ba con 501 nhưng mà con 501 này là con 5011. Đó, nó là con 501 đầu tiên, phuộc đồ zin hết anh chị nha, biển số cũng đẹp luôn, 18126. Trước đây là em bán cái biển số nữa, bây giờ biển số đã định danh cho anh khách rồi, may mắn là anh khách đã mua cái xe này trước khi định danh. Đó, cổ bô này anh chị thấy là còn nguyên zin rất là đẹp. Đó, cổ hơi nè anh chị, xe này là một trong những xe mà phải gọi là xe xuất sắc anh chị nha. Vỏ sau cũng đinh lốp nè anh chị. Đó, vỏ sau đinh lốp luôn nha, rất là đẹp nha, mô bin sườn còn sáng lắm anh chị. Đó, xe trao chưa mở anh chị nha, mâm lửa anh chị coi rất là đẹp. Xe này là em có video hình ảnh chi tiết, màu đỏ tươi mâm bạc. Đó, đồng hồ Mickey, toàn bộ là đồng hồ Mickey vì 22 hết rồi. Rồi, dở lại văn thùng cho anh chị xem. Đây, anh chị thấy nè, văn thùng của nó là còn nguyên zin anh chị nha, rất là đẹp nè, IC982 nè anh chị. Đó, những cái ốc bét phun này còn nguyên zin nè anh chị, ốc bét phun còn nguyên zin luôn nha. Đó, tăng cam khỏi phải bàn, tại vì xe này là chưa đụng chạm rồi, chao chưa mở anh chị. Đó, nắp chao chưa mở nè, cực kỳ đẹp anh chị nha. Đây, cục máy rất là đẹp, 501-22, đường nước đường nôi là anh chị an tâm khỏi lo, đường nước mới tinh. Đó, em xe này 105 triệu anh chị nha, 105 triệu cho em 501, xe rất đẹp. Rồi, tiếp theo em này màu trắng dàn chân bạc. À, con này nó cũng dàn chân bạc nhưng mà dàn áo nó màu trắng anh chị, anh chị thấy nè. Đó, hai con xe đều dàn chân bạc giống nhau nè, dàn chân bạc. Đó, một con màu đỏ bạc, một con màu trắng bạc. Đó, còn bây giờ việc đổi màu á thì được hết, nhưng mà có điều nó cũng sẽ hơi khó khăn xíu so với ngày trước. Anh chị thích đổi màu xe này, đổi màu kia vẫn được nha. Đó, nhưng mà hơi khó khăn xíu thôi, tiền thì cũng hơi cao lên 1-2 triệu. Đó, rồi em này là thứ hai, em này là biển số máy của nó là 5012. Đó, 5012. Đây, phuộc đồ cũng còn rất là đẹp anh chị, chất phuộc cũng rất là đẹp. Đó, vỏ thì IRC. Đó, đây mâm lửa nè anh chị, mâm lửa của bô nè. Đó, cái chất xe này á thì nó sẽ không bằng cái con màu đỏ anh chị nha. Đó, nói thẳng là không bằng con xe màu đỏ. Đó, thì cái chất xe này nó ví dụ như xe màu đỏ 10 điểm, con xe này nó nằm cả chừng 7-8 điểm thôi. Đó, nó không bằng cái xe màu đỏ. Nói chung là nó có giá trị của nó anh chị nha. Đó, rồi đây dàn thùng nè anh chị, con xe này em cũng đã quay cho anh chị rồi luôn, nhưng mà không sao, em sẽ quay tiếp tục cho anh chị tiếp để anh chị xem tham khảo. Đây, bát là vẫn còn nguyên zin. Đó, đây anh chị, 982. Đây, ốc bét phun này rất đẹp. Đó, con xe này thì trao mở rồi anh chị nha, trao mở rồi nhưng mà đầu chưa rớt thôi. Đây, trao có dấu rồi nè, mở rồi nè, đầu chưa rớt cho anh chị nha. Đó,
đường nước đường nôi là quạt gió là tự động luôn, nhưng mà nắp chao có mở rồi, xác xe chạy nhiều hơn con màu đỏ chút xíu đó. Em báo cáo tình hình thực tế rõ ràng từng chiếc luôn anh chị nha. Rồi con này hiện tại em bán 102, 103 thôi, rồi bao sang tên anh chị luôn đó. 501 đầu, 501 2, con màu trắng anh chị, trắng chân bạc đó. Thì trên clip này anh chị mình có xem, có tham khảo được, anh chị mình vừa ý em nào thì anh chị mình có thể em có đọc số máy 5011, 5012 hoặc là màu trắng bạc hoặc là màu đỏ bạc đó, anh chị mình phân biệt, tham khảo phân biệt anh chị nha. Đó, rất là dễ để mà em nói rõ ràng từng chi tiết hết rồi, mình nhìn vô mình phân biệt rất rõ anh chị đó. Rồi cần phuộc này cũng đẹp nè đó. Rồi anh chị so sánh hai con này thì con màu đỏ ok hơn ha. Rồi còn con đây, con này là em mới ra xe 501, một đời chủ Sài Gòn Đập Thùng, quận Tân Phú luôn đó. Con xe này thì chất xe rất là mướt mát, 5013 anh chị đó. Con đỏ 5011, con trắng 5012 và con trắng đen này 5013. Đây anh chị thấy này, lốc còn rất đẹp, 5013 đó. Phuộc vẫn còn là phuộc zinc anh chị đó. Con này thì đi cái dàn chân đen đó, dàn chân đen, và anh chị thấy này, tem của nó này, năm sản xuất 2012 này, còn hết anh chị nha, tem sản xuất còn luôn anh chị nha. Bây giờ kiếm cái tem này không có anh chị nha. Rồi đường nước đường nôi là anh chị mình khỏi lo cho em đó, đường nước đường nôi là anh chị khỏi lo ha, quạt là tự động hết, đường nước là khỏi lo đó. Đây dĩa dùng vào đây là mình, dĩa này là mình cũng có thay mới rồi nè anh chị đó. Cái cốt này thì mình cũng sơn lại cho mới ha đó. Mâm đen, phuộc đen đó. Con này là trắng đen xì bo anh chị nha đó, 2012. Rồi riêng về cái chất xe này thì nó cũng xem với con màu đỏ anh chị đó. Anh chị thấy là ốc tán đồ nè, ốc treo máy nè, bô nè còn nguyên zin, bát bô là còn nguyên zin luôn, bô zin nguyên cây anh chị nha đó. Một đời chủ Sài Gòn anh chị. Đây mâm lửa là cũng còn rất đẹp, cổ hơi còn rất đẹp nha. Rồi vô dàn thùng cho anh chị mình coi luôn nè đó. Đây đó, những cái bát bình xăng này là còn nguyên zin hết đó. Đồ si, ba con xe đồ si là em không bàn tới, lý do là nó còn nguyên zin hết nên em không nói tới anh chị ha. Đây bét phun còn rất là đẹp đó, tăng cam rồi đây anh chị thấy đó, nó còn rực rỡ lắm anh chị nha. Sạc vẫn đi cái sạc zin nè, xe này là chưa quay cho anh chị lần nào nên là sẽ quay xe này chi tiết cho anh chị coi. Rồi chao chưa mở anh chị nha đó, nắp chao còn rất là đẹp như thế này đó, anh chị thấy không, rất là đẹp anh chị nha. Cục máy là khỏi phải bàn luôn, cục đường nước đường nôi là anh chị khỏi phải lo cho em. Con này riêng xe này là nó màu trắng đen xì bo, còn hai con kia là nó mâm bạc đó. Con này thì em đang bán cũng 105 triệu, bằng cái con xe màu đỏ luôn anh chị đó. Hai con xe này 5011 và 5013, con màu đen trắng đen xì bo này bằng giá, còn con này 5012 trắng bạc. Con này thì 102 triệu là em bao ra tên cho anh chị nha. Còn hai con này là 105 đó. Tùy vào cái chất xe mà nó sẽ có giá trị khác nhau, trên thị trường anh chị mình tham khảo, anh chị mình cũng đi xem cái xe cho nó chắc ăn. Chứ còn không phải là xe nào nó cũng như xe nào anh chị. Có xe nè, sơn si lại nguyên chiếc nó khác luôn nha. Còn xe mà nó còn zin nguyên bản hay là xe nó trao chưa mở là nó giá trị nó khác anh chị nha. Đó. Thì anh chị mình có cái nhu cầu ba con xe này, một trong ba con xe này, anh chị liên hệ cho em. Dạ. Số điện thoại em 0979 570 189 anh chị. Ba em đều là 501 Việt Kiều Ý, hay là còn gọi là cái hàng ba cục anh chị. 2012 đó. 125 phân khối anh chị nha. Đó. Anh chị có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0979 570 189 anh chị nha. Dạ em xin cảm ơn và hẹn làm người clip tiếp theo. Mọi người nhu cầu xe SH nhập, mọi người liên hệ qua số điện thoại em ha. Cảm ơn mọi người.